Theo thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã có thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để Tổng bí thư tập trung điều trị tích cực và để đảm bảo công tác điều hành chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban bí thư khóa 13. Trước mắt, Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, chủ trì công việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Ban bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được bộ chính trị quy định. Bộ chính trị kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhiều dấu ấn trong các hoạt động đối ngoại lớn của đất nước. Một số hình ảnh các hoạt động tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều 31 tháng 10 năm 2022 tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2023. 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raúl Castro Ruiz ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại cung cách mạng ở thủ đô La Habana. 4. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vườn chè của Hợp tác xã Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên. 5. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, 24 tháng 11 năm 2021. 6. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thành phố Hải Phòng, 15 tháng 11 năm 2017. 7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà thương binh Đinh Phi và vợ là Đinh Brad, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Khe 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, chiều 12 tháng 4 năm 2017. 8. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm siêu thăm canh trong nhà kính của công ty cổ phần Việt Úc, Bạc Liêu, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tháng 2 năm 2017. 9. tổng bí thư nguyễn phú trọng với các đại biểu dự hội nghị biểu dương chủ tịch mặt trận tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc